Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu da nha. Sau khi tô xong màu da thì mình sẽ tô màu tóc nha. Sau màu tóc thì mình sẽ tô màu váy nha. Tô màu vòng tay nha. Và đến đây là mình đã tô xong. À, còn vào môi nữa nha. Tô màu xanh
xong cho bức tranh này rồi nha.